Thời gian qua, chợ nông thôn vẫn tồn tại những bất cập trong công tác quản lý và công tác phối hợp, dẫn đến khó khăn trong thu hút tiểu thương và người tiêu dùng vào chợ. Vấn đề đặt ra hiện nay là chính quyền và ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể hơn. Không thể phủ nhận những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh và đầu tư các chợ nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình tuy được đầu tư ở địa bàn không thuận lợi, nhưng đã thu hút được rất nhiều tiểu thương và người dân mua bán. Cụ thể là tại chợ Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Đây cũng là chợ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa của địa phương. Để thu hút được tiểu thương vào chợ thì thực ra nói thì cái chợ Lạc Dương là cái chợ hoàn toàn mới. Tức là xây dựng đến một cái đất hoàn toàn mới, không phải từ chợ cũ. Cho nên là nếu mà đưa một tiểu thương vào chợ đúng là một vấn đề rất là khó khăn lúc đầu. Chúng tôi đã có nhiều phương án, trong đó phương án là đi phát tờ rơi quảng cáo rồi cho thuê mặt bằng rất là thấp, nhưng một ngày chỉ một cái sạp như vậy cho thuê có 10.000 đồng một ngày, nghĩa là rất là thấp, gần như là cho không, giống như mới đủ tiền điện được, tiền còn chưa được còn lấy nữa đó, để cho họ kéo về, cho nên là họ mới tạo được như vậy thì từ từ mới tính, còn nếu như mà đưa mặt bằng cao một cái thì không ai vào được. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động thì điều quan trọng là công tác phối hợp quản lý giữa chính quyền địa phương với các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý các chợ. Do đó, cần chú ý đến tâm lý của người tiêu dùng, giải tỏa các chợ tạm, chợ tự phát hiện nay. Chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền vận động các cái hộ dân mà đã được đăng ký rồi thì là đi vào hoạt động. Còn lại một số cái quầy sạp thì chúng tôi cũng lại tiếp tục có cái vận động để dân làm đăng ký để phát triển cái kinh doanh, phát triển cái thương mại dịch vụ ở địa phương. Bên công ty cũng có cái định hướng là sẽ quy hoạch lại cái khu vực nào là khu vực buôn bán cho nó ổn định, nó vô trung tâm. Còn khu vực nào mà để mà xây dựng những cái ốt nó mang tính chất hiện đại để cho bà con đến vừa ở vừa bán được, tức là tạo điều kiện cho bà con ăn ở và bán trong chợ. Cái việc này thì cũng không thể nào là đơn phương một bên chủ đầu tư làm việc được, mà cái này cũng đang còn muốn nhờ chính quyền, nhờ cấp trên hỗ trợ làm sao để công ty tạo điều kiện xây dựng và bà con buôn bán ổn định và cũng là đảm bảo không để lãng phí cái mặt bằng. Kinh doanh buôn bán là nhu cầu không thể thiếu và giao thương hàng hóa cũng là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thu nhập, giá trị kinh tế cho người dân, đồng thời tạo ra nguồn thu ngân sách cho mỗi địa phương. Để các chợ nông thôn thực sự phát huy hiệu quả thì cần có những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng hơn nữa. Trước khi mà tiến hành đầu tư thì cái công tác tuyên truyền vận động là phải tiến hành trước một bước, chứ không phải là chúng ta làm ra xong rồi sau đó chỉ quẹt tiểu thương hoặc là buộc người ta phải đi đến, mà chúng ta phải tạo điều kiện là vận động và buôn bán vận động trước một chút. Một mặt khác nữa đó là thông qua các hệ thống kênh thông tin truyền thông, mình cũng hướng dẫn cho bà con dần vào những cái nét có tính chất rất là hiện đại hơn, có những cái rất là quy củ hơn ở trong cái sinh hoạt mà mua bán bình thường của chúng ta. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang đạt được những kết quả tích cực trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, và chợ nông thôn cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công đó. Hy vọng rằng với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng cũng như sự quyết tâm của chính quyền địa phương thì những bất cập tồn tại của các chợ nông thôn trên địa bàn sẽ được giải quyết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.